Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 22 tháng 3 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Và để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like để chương trình của chúng ta vượt qua những thuật toán của Youtube. Và nếu quý vị thấy hay, hãy chia sẻ chương trình này cho nhiều người được biết hơn. Xin được cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trở lại với bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây gầy ông đập lưng ông, không bắt được Donald Trump, biện lý Manhattan bị đảng Cộng hòa cho lên pháp trường hành xử. Chủ tịch Tập Cận Bình cung cấp vỏ bọc ngoại giao cho Nga trong chuyến công du đến Moscow. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, cuối cùng dưới trướng của phe Dân Chủ, biện lý Manhattan chỉ loan tin đồn để hạ uy tín Tổng thống Trump, chứ chẳng làm gì được ngay. Đã vậy, đảng Cộng hòa sẽ làm cho ra ngô ra khoai tên biện lý này. Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 3, cũng là ngày mà họ dự kiến sẽ bắt Tổng thống Trump. Thay vì lệnh bắt như dự kiến, thì Chủ tịch Ủy ban Tư pháp tại Hạ viện Jim Jordan lại triệu tập biện lý quận ở New York để thẩm vấn. Biện lý quận được đề cập đến này, ông Alvin Bragg ở Manhattan được cho là đang sắp xếp để bắt giữ cựu Tổng thống vì khắc buộc thanh toán tiền bưng bích trong cuộc bầu cử năm 2016. Ông Trump bị cáo buộc chi tiền cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniel để che giấu những cáo buộc về một mối quan hệ tình cảm giữa hai người, điều mà ông Trump phủ nhận. Các thành viên đảng Cộng hòa đã nhanh chóng lên án hành động này như là một tình tiết khác trong câu chuyện vũ khí hóa chính phủ liên bang, nhằm để hạ uy tín và chống lại ông Donald Trump và các đồng minh của ông. Thưa quý vị, trong bức thư gửi cho ông Alvin Brass, ông Jordan cùng Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer và Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hạ viện Ryan Steele đã gọi vụ bắt giữ sắp xảy ra này là một sự lạm dụng quyền công tố chưa từng có. Giống như là các thành viên đảng Cộng hòa khác, ông Jordan lập luận rằng cuộc điều tra này xuất phát từ các động cơ chính trị, đặc biệt là xét về hồ sơ chuyên môn của ông Frost với tư cách là một biện lý quần. Ông Jordan và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đều nói rằng Ông Price từ trước đến nay luôn ủng hộ việc giảm các bản kết án và những hình phạt. Trong khi phụng sự với tư cách là một biện lý quận, ông press đã thường xuyên giảm các trọng tội, bao gồm các tội bạo lực, thành các khinh tội, một hồ sơ chuyên môn mà ông McCarthy cho biết được ông Alvin press xem là một vấn đề đáng tự hào. Đồng thời, thì tội phạm bạo lực đã tăng vọt ở New York và các trung tâm đô thị lớn khác trên khắp Hoa Kỳ. Ông Jordan cho biết, Quyết định của ông trong việc theo đuổi một vụ truy tố có động cơ chính trị như vậy, trong khi áp dụng các chính sách tư pháp hình sự cấp tiến cho phép tội phạm hoàn hành cho đường phố ở Manhattan, đòi hỏi phải có sự giám sát của quốc hội về cách thức mà các cơ quan chấp pháp của địa phương áp dụng các quỹ an toàn công cộng do quốc hội phân bổ. Thưa quý vị, Đảng Cộng Hòa đã cáo buộc Đảng Dân Chủ làm mềm bóng với tội phạm, đặc biệt là sau những lời kêu gọi rộng rãi bắt đầu từ giữa năm 2020 về việc cắt giảm ngân sách cảnh sát. Các thành viên Đảng Cộng Hòa khác đã cảnh báo về mối nguy hiểm của các biện lý quận thiên tả như là ông Orvin Brass, người mà Đảng Cộng Hòa cáo buộc đã để hệ tư tưởng can thiệp đến việc thực hiện các nghĩa vụ của mình. Các biện lý quận có thẩm quyền rộng rãi đối với những vụ án nào được đưa ra tòa và những cáo buộc nào có thể được giảm bớt. Mong manh và chưa được kiểm chứng Những người chỉ trích vụ bắt giữ được cho là sắp xảy ra này đã lập luận rằng ngoài việc vượt qua pháp quy về thời hiệu, các cáo buộc chống lại ông Donald Trump này là dựa trên những cáo buộc mà các công tố viên khác đã bác bỏ ông lập luận rằng hy vọng bắt giữ ông Trump của ông press dựa trên một cơ sở pháp lý vốn mong manh và chưa được kiểm chứng ông cho định cáo buộc văn phòng của ông press đã dành nhiều năm tìm kiếm một cơ sở bất kỳ cơ sở nào để đưa ra các cáo buộc chống lại vị cựu tổng thống này thưa quý vị ông lưu ý rằng ngay cả giờ Washington Post một ấn phẩm phản đối mạnh mẽ ông Donald Trump và các đồng minh của ông cũng xem các cáo buộc này là bất thường vì thực tế là các công tố viên đã nhiều lần kiểm tra các thông tin chi tiết đã có từ lâu, thế nhưng quyết định không theo đuổi các cáo buộc. Thưa quý vị, ông Jordan cho biết rằng, cơ sở pháp lý cho vụ án này chủ yếu dựa vào lời khai từ cựu luật sư của ông Donald Trump, ông Michael Cohen, người từng bị kết tội khai mang trong quá khứ. Ông Cohen đã nói nhiều về nỗi ác cảm cá nhân sâu sắc với ông Tổng thống Donald Trump. Dưới những hoàn cảnh này, không có kịch bản nào mà ông Cohen có thể được xem như là một nhân chứng khách quan và đáng tin cậy. Thay vì tôn trọng luật pháp, thì ông Jordan gợi ý cuộc điều tra này đã được ông Ovid Bruss thúc đẩy bởi các toàn tính chính trị. Kiểu mà nước Mỹ ghét Thưa quý vị, ông McCarthy cũng chỉ trích ông Bruss đồng thời cáo buộc ông là đạo đức giả và có các động cơ chính trị. Ông cho biết, không quan trọng, quý vị đứng về phía nào của vấn đề, đây là kiểu mà nước Mỹ ghét. Ông McCarthy đã đưa ra những bình luận trên trong một cuộc họp báo của ban lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện khi ở khách sạn Ruth carlton ở Orlando, Florida, cho hội nghị thường niên của đảng Cộng Hòa. Ông nói rằng, các thành viên của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đều ghét kiểu công lý này. Luật pháp nên phải công bằng đối với tất cả mọi người ở Mỹ. Đồng thời, ông lưu ý rằng hai biện lý quận khác đã bỏ qua việc mở lại vụ kiện chống lại ông Donald Trump vì thiếu bằng chứng. Hết luật sư này, đến luật sư khác sẽ nói với quý vị rằng đây là vụ án có lập luận yếu nhất hiện có. Theo ông McCarthy, nỗ lực bắt giữ ông Trump chẳng khác nào ai đó tạo ra một tình huống bất công cho người khác vì họ không thích quan điểm chính trị của người đó. Chủ tịch Tập Cận Bình cung cấp vỏ bọc ngoại giao cho Nga trong chuyến công du đến Moscow. Thưa quý vị, theo Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, thông qua chuyến công du đến Moscow để tăng cường mối bàn giao với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang cho thế giới thấy sự coi thường của ông đối với những tội ác đã gây ra tại Ukraine và cung cấp cho nhà lãnh đạo Nga bị cô lập này một vỏ bọc ngoại giao. Ông Antony Blinken đã đưa ra nhận xét trên tại một cuộc họp báo vào ngày 20 tháng 3 khi ông công bố báo cáo nhân quyền thường niên tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ngay khi ông Tập Cận Bình đang có chuyến công du đầu tiên tại Moscow kể từ khi ông Putin châm ngoài chiến tranh tại Ukraine hồi năm ngoái. Cả hai chào nhau là bạn thân mến trước bữa tối. Ông Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo quốc tế đầu tiên gặp ông Putin sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành một lệnh bắt giữ Tổng thống Nga vào ngày 17 tháng 3, với lý do là ông bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh là trục xuất trẻ em từ các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng sang Liên bang Nga. Ông Antony Blinken nói với các phóng viên rằng, việc Chủ tịch Tập Cận Bình công du đến Nga trong vài ngày sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành một lệnh bắt giữ Tổng thống Putin, cho thấy rằng Trung Quốc đang cảm thấy không có bổn phận buộc những tên tội phạm phải chịu trách nhiệm về những hành động tàn ác đã gây ra tại Ukraine và thay vì lên án chúng, họ thà đưa ra các biện pháp ngoại giao nhằm bao che cho Nga tiếp tục thực hiện những tội ác đó. Vào ngày 20 tháng 3, ông Blinken đã chấp thuận vòng hỗ trợ quân sự thứ 34 cho Ukraine, gửi một gói vũ khí và thiết bị của Hoa Kỳ trị giá 350 triệu đô. Ông nói trong một tuyên bố, chỉ có Nga mới có thể kết thúc cuộc chiến của họ ngày hôm nay. Cho đến khi Nga làm điều này, chúng tôi sẽ sát cánh với Ukraine cho đến chừng nào còn cần thiết. Tại cuộc họp báo này, thì ông Blinken đã bày tỏ hy vọng rằng ông Tập sẽ nhắc lại một số phần trong kế hoạch ngừng bắn mà Bắc Kinh đề nghị vào ngày 24 tháng 2 và buộc Nga phải rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine mà ông gọi là yếu tố căn bản. Ông cho biết, đề nghị của Trung Quốc bao gồm các yếu tố mà chúng tôi đã ủng hộ từ lâu, bao gồm bảo đảm an toàn hạt nhân, giải quyết các cuộc khủng hoảng nhân đạo, bảo vệ dân thường, và thực sự là yếu tố đầu tiên này kêu gọi giữ vững chủ quyền, độc lập toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia. Kêu gọi một lệnh ngừng bắn không bao gồm việc rút các lực lượng Nga khỏi lãnh thổ của Ukraine sẽ ủng hộ một cách hiệu quả cho việc phê chuẩn cuộc chinh phạt của Nga. Thưa quý vị, thế giới không nên bị đánh lừa bởi bất kỳ hành động chiến thuật nào của Nga được hỗ trợ bởi Trung Quốc hoặc là bất kỳ quốc gia nào khác nhằm kết thúc cuộc chiến này theo cách riêng của họ. Điều phối viên đặc trách truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby trước đây đã đặt nghi vấn liệu đề nghị hòa bình của Bắc Kinh có bền vững hay là không. Thật khó để thấy làm thế nào mà kế hoạch hòa bình của Trung Quốc có thể đại diện cho một lựa chọn bền vững ở đây khi không có cuộc thảo luận nào giữa phía Trung Quốc và Ukraine. Sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày với ông Putin, ông Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky đây sẽ là cuộc thảo luận đầu tiên của họ kể từ sau chiến tranh trong cuộc gặp với ông tập cận bình ông putin hoan nghênh giải pháp của bắc kinh đối với cuộc xung đột tại ukraine ông cho biết rằng chúng ta sẽ thảo luận về tất cả những vấn đề đó bao gồm cả sáng kiến của quý quốc mà chúng tôi rất tôn trọng sự hợp tác của chúng ta trên trường quốc tế chắc chắn sẽ giúp củng cố các nguyên tắc căn bản của trật tự toàn cầu và tính đa cực Ông nói với ông Tập Cận Bình rằng, ông hơi ghen tị với sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc trong những thập niên gần đây, trong khi nhà lãnh đạo Cộng sản mỉm cười. Thưa quý vị, các chuyên gia đã cảnh báo những nỗ lực của ông Tập Cận Bình đã thể hiện mình là một người kiến tạo nên hòa bình trong chuyến công du này chỉ là một màn hỏa mù. Trên thực tế, thì chính quyền của phía Trung Quốc quan tâm đến việc kéo dài cuộc chiến tại Ukraine để có thể đánh lạc hướng phương Tây khỏi tham vọng của họ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mối bàn giao này càng khăng khích giữa Nga và Trung Quốc đã khiến cho nhiều người ở phương Tây cảm thấy lo lắng. Trong đó có Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, người đã cảnh báo về một trục quyền lực hình thành giữa Bắc Hàn, Trung Quốc, Nga và Iran. Ông nói với các phóng viên tại một hội nghị của đảng Cộng hòa tại Hạ viện ở Florida vào ngày 20 tháng 3. Tôi lo lắng về trục quyền lực này, nhưng chúng ta cũng cần có kế hoạch để giành chiến thắng tại Ukraine bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do emily và cộng sự thực hiện kính chúc cho tất cả quý vị có thật nhiều niềm vui luôn bình an và hạnh phúc cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của emily xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất